Hà Nội dự kiến cho trẻ mầm non đi học từ 1 tháng 3. Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất và giao các đơn vị liên quan chuẩn bị phương án cho trẻ mầm non đi học từ ngày 1 tháng 3. Thông tin được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng nêu tại hội nghị giao ban trực tuyến của thành phố về phòng chống dịch COVID-19 chiều 17 tháng 2. Theo ông Dũng, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao nghiên cứu xây dựng phương án đề xuất tham mưu về nội dung này, trong đó lưu ý đến các giải pháp tổ chức bảo đảm an toàn, linh hoạt nhưng không cứng nhắc, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Phó Chủ tịch thành phố cho rằng thời gian qua việc thành phố đưa học sinh trở lại trường được người dân, người nhà, nhà trường, học sinh đón nhận với tinh thần phấn khởi. Để duy trì lâu dài việc tổ chức dạy học trực tiếp, thành phố yêu cầu đơn vị địa phương tăng cường hỗ trợ nhà trường, đảm bảo từng bước quay trở lại học bán trú. Trước đó báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa thông tin, việc cho trẻ mầm non đi học trực tiếp sẽ được thực hiện trên tinh thần tự nguyện thống nhất với phụ huynh. Hà Nội cũng đã cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của 18 huyện thị xã và học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của 12 quận trở lại trường. Từ 21 tháng 2, thành phố cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận đến trường. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.